Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một jumper. Để anh rút đường đồng, chúng ta chọn nó và ấn phím D. Chọn Connection Tool để delete ở đường tiếng nói. Sau đó chúng ta add các VR vào thư viện Footprint. Chọn VR. Và đặt nó ở vị trí thích hợp. Tương tự, chúng ta sẽ add thêm một VR nữa. VR chính là nơi mà các bạn sẽ hàng zoom sau này. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo đường tiếng nói giữa VR và bát hàng. Ấn Escape để bỏ chọn. Các bạn chọn Add Edit Route Mode để đi đường đồng cho các đường tiếng nói. Ấn chuột phải để thay đổi độ rộng. Và chúng ta đã hoàn thành được một jumper.